Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 20 tháng 6 anh em. Rồi buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em là khoảng 20 mấy lô anh em, 20 mấy lô máy cắt cỏ ha. Rồi hôm nay thì có một con Kawasaki TZ27 anh em, màu đen quyền luôn ha, màu đen quyền. Con này bao đẹp luôn anh em, bao đẹp luôn, nồng 34 ly. Rồi một con Komatsu anh em, nồng 36 38 ly gì anh em. Đó là Komatsu 305 ha. Rồi một con Shingu 26 bao đẹp, cực kỳ đẹp, màu xanh đục chuối. Rồi ở phía dưới là có Kawasaki TG, Komatsu 26 anh em, Mitsubishi TB, rồi Magu 26, Magu 23, Magu 20. Rồi phía dưới thì có Rubin, Austin rồi luôn anh em. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em là khoảng 20 mấy lô ha, 20 mấy lô máy cắt cỏ anh em. Rồi buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em là máy chưa dọn nổ anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành luôn ha. Rồi em vô cái lô đầu tiên. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp một số điện thoại của em là 0946 626 585 ha. Em là Chí Công ở cái đỏ ăn thơ anh em. Rồi em vô cái con đầu tiên là con này là con Kawasaki, Kawasaki anh em, TZ27. Con này thì đen quyền luôn anh em, màu đen quyền. Rồi con này thì nồng 34 ly anh em, bô thì còn trắng tinh anh em. Đó, bô còn trắng tinh luôn. Rồi con này nồng 34 ly, tum là tum gầy. Con số 1 anh em, 1,5 triệu. Tay lái của nó là em sẽ lắp cho anh em cái tay lái dài ha, lắp tay lái dài anh em. Đầu bò chứng kẹp dao thì bao đầy đủ luôn. Rồi TZ27 anh em, con này nồng 34 ly, 1,5 triệu, tay lái dài. Con số 2 là con Shingu anh em, Shingu 265 ha, con này nồng 34 ly luôn nha anh em, 34 ly luôn. Rồi mặt vực của nó là mặt vực trợ lực. Con này tay lái của nó là tay lái tròn anh em. Công tắc nằm trên tay thì là nó nằm trên ống cần là nó sẽ là tay lái tròn. Rồi số 2 850 nha. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn cho anh em luôn ha. Rồi số 2 anh em 850 nha. Số 3 là con Komatsu. Komatsu này là Komatsu nồng 36 hay 38 ly gì nha anh em. 36 38 ly 305 nè, nồng 38 ly. Rồi, con số 3 này là 1,6 triệu anh em. Tay lái là có ga bóp trên ống cần nè, tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Con số 3 anh em 1,6 triệu. Rồi con này con số 3 anh em 1,6 triệu. Con này con Shingu, con này 850 ngàn, 26cc. Rồi con này là con Kawasaki TZ27 anh em, 1,5 triệu ha. Rồi tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 là Magu 22 anh em. Magu 22 thì em bao cho anh em đầy đủ đồ ha, hơi lửa ngon lành luôn. Lô số 3 này là 650 ngàn anh em, 650 ngàn. Tay lái của lô này là hai cái tay lái tròn và một cái tay lái dài. Đầu bò chứng kẹp dao đầy đủ anh em. Thiếu đầu bò thì em lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi Magu 22 anh em, lô số 4. 3 cây 1,950, 650 ngàn cây anh em, 650 ngàn cây. Lô số 4. Tiếp theo là lô số 5. Lô số 5 thì con này phải nói là quá VIP anh em ơi. Con này quá mới luôn nè. Đó, ốc mà nó còn vàng tươi gì là anh em thấy nó mới cỡ nào rồi, cực kỳ mới anh em. Rồi con này là con Kawasaki TD24 anh em, bình sân trên, con này cực kỳ mới luôn. Con số 5 anh em, 700 ngàn. Tay lái là tay lái dài luôn nè, tem mát bao đẹp luôn anh em. Đó, đầu bò còn cái lưỡi dao mini nữa kìa, quá dễ thương luôn. Rồi tay lái của nó là tay lái dài anh em, tay lái dài. Con này là nước sơn zin được, quá VIP luôn anh em. Kawasaki TD24, con số 5 700 ngàn. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 là con này cũng như máy thùng luôn anh em. Con này như máy thùng luôn nè. Đó, tùm đít nè. Còn là phải nói là cực kỳ mới luôn anh em. Đó, vàng tươi nè. Bô thì phải nói trắng tinh anh em. Bao đẹp. Rồi luôn con số 6 là 700 ngàn anh em. Tay lái là tay lái tròn. Công tắc và tay ga nó nằm trên ống cần ha. Tay lái tròn anh em. GUB này là GUB 23 anh em, nồng 32 ly. Đầu bò chỉnh kẹp dao đầy đủ luôn. Con này quá VIP anh em, quá VIP. Đó, đẹp như mới. Rồi dây giật nè, anh em thấy không, dây giật nè trắng tinh luôn nè. Rồi con số 6 700 ngàn. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 là con này là con Zenoth nha anh em. Zenoth này là Zenoth G2K bình sân trên ha. G2K bình sân dưới nha anh em. Komatsu G2K bình sân dưới, nòng 34 ly. Con số 7 là 1,000,000 anh em. Tay lái của nó là tay lái tròn ha. Rồi con này em sẽ ta bao cho anh em tay lái dài anh em. Con này tặng cho anh em tay lái dài luôn nè. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha.
Con số 7 anh em 1 triệu. Komatsu Genos G2K nồng 34 ly. Con số 8 là con Kyogit nha anh em. Kyogit là Kyogit 235. 235 này nồng 32 ly, chế của nó là xà chế của anh Go 2 kim nha anh em. Rồi con số 8 này là 1 triệu 1 nha. Tay lái của mình, tay lái tròn. Đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn. Rồi số 8 anh em 1 triệu 1. Con này quá vip anh em ơi. Chế của nó là xà chế của anh Go 2 kim luôn ha. Rồi con số 8 anh em 1 triệu 1. Kyogit 2350. Rồi lô số 9 nha anh em. Lô số 9 này là hai con cơm. Cơm Mitsu là cơm Mitsu 26cc nồng 34 ly nha anh em. Rồi hai con này thì tay lái là tay lái tròn ha. Cơm Mitsu 26cc nồng 34 ly, tum là tum gời nha anh em, tum gời luôn. Tay lái tròn. Con này là cơm 27 nè. Đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn. Lô số 9 nha anh em, hai cây 2.7, 1.350 một cây. 1.350 một cây nha anh em. Cơm Mitsu 26cc nồng 34 ly. Lô số 10. Lô số 10 là hai con Echo. Hai con Echo này quá mới nha anh em. Anh em thấy không, nước sơn mà nó còn bóng hới vậy nè. Là còn mới tinh nè. Lô số 10 là hai cây anh em, hai cây 1.4, 700.000 một cây. Echo anh em, Echo 209. Đó, hai cây 1.4 anh em, 700.000 cây. Lô số 10. Tay lái của lô này là tay lái tròn anh em, tay lái tròn. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn cho anh em. Đầy đủ luôn cho anh em luôn ha. Rồi lô số 10 anh em, hai cây 1.4, 700.000 cây. Echo 209. Lô số 11 là con Makita 4 thì anh em. Đó, còn sót là một con Makita 4 thì nè. Anh em nào lụm luôn. Rồi con này Makita 4 thì anh em săn riêng nhất riêng. Con số 11, 1.2 triệu. Rồi đầu bò chứng kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Có cái ổ cước luôn ha. Ổ cước thì em sẽ tặng kèm cho anh em luôn. Rồi lô số 11 anh em, 1.2 triệu. Rồi lô số 12 là hai con Kawasaki anh em. TG này là TG... TGX23 nè, con TG24 á, nồng của nó là nồng 32 ly anh em. Rồi số 12, 2 cây là 1.5 triệu, 750.000 cây. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn cho anh em luôn ha. Rồi tay lái dài anh em, Kawasaki TG24. Lô số 12, 2 cây 1.5 triệu, 750.000 cây. Lô số 12. Rồi đây là Kawasaki anh em, TG24 ha. Rồi con lô này 750.000 cây. Makita 4 thì, con này 1.2 triệu. Echo 209 anh em, 750.000, 700.000 chứ, 700.000. Rồi lô số 9 anh em, Komatsu này là Komatsu 26 anh em. Con này là 26 anh em, để ý cái nồng là gì là 26 anh em. Đây nồng gì 26 anh, tại vì cái này nó bị lai cái mặt giật 23 nè. Rồi cái này thì nồng 34 ly hết nha anh em. Anh em thấy cái nồng không? Nồng mà nó có tóc sựng gì là nó là nồng 34 ly nha anh em. Rồi. Con này nó bị lai cái mặt giật. 1.350.000 nha anh em, cơm Mitsu 26 nồng 34 ly. Kyogit 2350, chế quanh gồ 2 kim nha anh em. 1.1 triệu cây, G2K 1 triệu nồng 34 ly. Rồi, Gilby 23. Con này như máy thùng luôn. 700.000. Con này cũng như mấy thùng luôn nha anh em. Kawasaki. Rồi 700.000 luôn ha, 700.000. Tiếp theo là lô số 13. Lô số 13 là TB nha anh em. Này là Mitsubishi ha, TB 27. Hai cây là 2.6 triệu, 1.3 triệu một cây. Tay lái của nó là hai cái tay lái tròn nha anh em, hai tay lái tròn. Đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn ha. TB 27 nha anh em. Hai cây. Rồi hai cây là 2.6 triệu, 1.3 triệu một cây, lô số 13. Lô số 14 là Kawasaki TG1820 nha anh em. TG1820 ha, tum là tum gời luôn ha, tum gời luôn. Rồi lô này là 500.000 cây nha anh em, 3 cây là 1.5 triệu, lô số 14. Rồi đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ hết cho anh em luôn ha, đầy đủ đầu bò chắn kẹp dao. Kawasaki nha anh em, TG1820. Rồi 500.000 cây, tum là tum gời hết ha, tum gời 260 luôn. Lô số 15 là lô Bell nha anh em. Rồi lô số 15 là lô Bell anh em. Lô Bell này là nó 22cc nè, 22cc, 24cc. Rồi lô này thì nồng 31, 32 và 33 ly anh em. Rồi lô này thì 550.000 cây ha. 550.000 cây.
chế là chế quanh gồ hai kim anh em, đây chế quanh gồ hai kim luôn. Con này chế với tông ga anh em. Rồi lô này thì ba cái tay lá tròn, đầu bò chính kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 15 550.000 cây. Lô số 16 là Magu 23cc anh em. Magu 23cc lô này 900.000 anh em, ba cây là 2.7 ha, lô số 16. Rồi tay lái là hai tay dài một tay tròn. Đầu bò chính kẹp dao đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 16 ba cây 2.7. Lô số 17 là Magu anh em. Magu này là Magu 26cc ha, nòng 3/4 ly. Magu 26cc nòng 3/4 ly anh em. Rồi lô này thì tay lái dài là có một cái tay lái tròn. Tay lái tròn thì nó đi theo cái ga bóp trên tay lái trên ống cần anh em. Rồi tem mát đầy đủ, đầu bò chính kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 17, 6 cây 6.6, 1.1 một cây, 1.1 một cây anh em. Lô số 17. Rồi Magu này là Magu 26cc anh em, nòng 34 ly ha. Rồi Magu 26 nòng 34 ly anh em, 1.1 một cây. Magu 23 tấm G, lô này 900.000. Lô bèo anh em, bèo thì 550.000. Còn đây là Kawasaki TG 1820 500.000 một cây. Mitsu TB anh em. TB này TB 27 ha. Rồi 1.3. Lô số 18 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 22cc ha. Magu 22cc anh em, Magu này Magu màu hồng. Chế của nó là xe chế quanh gồ luôn anh em. Rồi lô này 550.000 cây anh em, ba cây là 1.650 ha. Tay lái là tay lái tròn anh em, tay lái tròn ha. Rồi lô này màu hồng nó hơi nhạt anh em, hơi nhạt cho nên em bán giá rẻ cho anh em luôn. 550.000. Ba cây là 1.650 ha. Chế là chế quanh gồ luôn anh em, chế hệ luôn ha. Lô số 18. Rồi lô số 19 là lô này lô Echo anh em. Echo này là Echo 200 ha. Echo 200 anh em, lô này 4 cây 2.2. 550.000 cây nha em. 550.000 cây. Tay lái của lô này là ba cái tay lái tròn hết á, ba tay lái tròn hết luôn. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn em, đầy đủ luôn ha. Rồi lô này là lô số 19 nha em, 4 cây 2.2, 550.000 cây. Lô số 20 là lô Magu nha em. Magu này là Magu 23cc ha, lô này quá đẹp luôn anh em. Quá đẹp quá vip luôn. Rồi lô này Magu 23cc. Rồi lô này là 900.000 một cây anh em, 10 cây là 9 triệu ha, 10 cây 9 triệu. Magu 23cc anh em. Lô này quá đẹp luôn anh em. Rồi lô này thì em sẽ bao cho anh em tay lái dài hết ha, cái này nó có tay lái tròn anh em. Rồi tặng cho anh em tay lái dài hết luôn. Đầu bò chắn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 20 anh em, 10 cây 9 triệu, 900.000 một cây. Magu 23 bao đẹp. Rồi tiếp theo là lô số 21 nha. Lô số 21 là Magu. Magu 20. Rồi Magu này là Magu 20cc nè. Lô này là 6 cây 4.5, 750.000 cây. Tay lái là tay lái dài luôn nha em, tặng tay lái dài luôn ha. Magu 20 nha em. 750.000 cây, 6 cây 4.5. Magu bao đẹp nha em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi bao cho anh em đầy đủ đồ ha, nắp xăng, nắp e, đầu bò chắn kẹp thì đầy đủ hết nha em. Lô số 21 750.000 cây. Rồi đây là lô số 2, số 18 nè, Magu 22 nè, 550.000. Echo 200 nha anh em. Echo 200 ha, 550.000. Còn đây là Magu 23cc. 23cc nha anh em. Lô này 900.000 cây ha. Magu 20cc lô này 750.000. Rồi tiếp theo là lô số 22. Lô số 22 là lô này là lô Sindewa nha anh em. Sindewa này là Sindewa S2023 ha. Rồi lô này 550.000 cây nha anh em. 6 cây là 3.3 ha. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 22. 6 cây là 3.3, 550.000 cây. Sindewa nha anh em. Lô số 23 là lô này là lô short nha anh em. Short này là short 250, 260 ha. Rồi lô này thì tay lái của nó hai tròn và một dài nha anh em.
1.050.000 một cây, 3 cây là 3.150.000. Xin đi qua shop 250 260. 260 là một con màu đỏ nha anh em, còn đây là hai con 250 ha. Lô số 24 là lô này là lô gô bin hộp nha anh em. Đây gô bin hộp. Rồi lô này thì 7 cây nha anh em, 7 cây 4.2 600.000 cây. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em, bao cho anh em tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết luôn ha. Lô số 24, 7 cây 4.2 600.000 cây. Gô bin hộp. Lô số 25 là ớt tin nha anh em. Ớt tin này là ớt tin 21, 22, 23, 24 ha. Rồi ớt tin này là tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn ha, tặng tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Rồi đây anh em ớt tin ha, 650.000 một cây, tặng tay lái dài. Gô pin hộp anh em, gô pin hộp này thì nó là nồng 32 và 34 ly ha. 1 2 3. 3 con nồng 34 anh em, 4 con nồng 32. Rồi, 600.000 một cây. Xin đi qua shop thì là 1.050.000. Còn đây là xin đi qua S20 23 anh em. Này 550.000 cây ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em ha.